Kính thưa quý vị, chương trình của ngày hôm nay, ngày lễ tưởng niệm 60 năm cố tổng thống Ngô Đình Diệm, gồm có là phần đầu là chào mừng quan khách, rồi sau đó là chị Đỗ Anh Tú có một cái bài nói chuyện để mà mời tất cả quan khách vào, và chương trình được mở đầu chào cờ khai mạc và một phút mặc niệm. Và mở đầu trong chương trình về phần những người diễn giả đến tham dự ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận có ông Lý Thanh Phi, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô Hoa Đình Đốn. Ông Mát Trương là Phó Chủ tịch Ngoại vụ Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Đình Đốn. Ông Cao Nguyên là Hội trưởng Hội Cao Niên vùng Hoa Đình Đốn. Bà Quỳnh Trúc Nương là Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Đình Đốn. Ông Nguyễn Đức Thu, cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 16. Ông Nguyễn Văn Lân là cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 17. Anh Võ Thành Tài là thành viên của đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, đặc trách về cái bài văn điếu. Và sau đó là ông Nguyễn Văn Thành là cháu của tổng thống, cố tổng thống Ngô Đình Diệm, ngỏ lời cảm ơn và cũng chia sẻ một số những cái tin tức có liên quan tới vấn đề mà hài cốt của cố tổng thống hiện nay và trong tương lai. Và sau đó là phần chiếu slideshow. Và cuối cùng là chị Đỗ Anh Tú đã đại diện cho đoàn thanh thiếu niên đa hiệu vùng thủ đô Hoa Tình Đốn. Cảm ơn tất cả các hội đoàn và quan khách. Dạ thưa, trước nhất là xin chào quý khán giả của đài SBTN và VATV. Chương trình ngày hôm nay thì bao gồm trước nhất là nói về cái lý do là tại sao mà có cái buổi lễ tưởng niệm 60 năm của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi sau đó là cái phần về National Anthem và một phút mặc niệm. Rồi sau đó là có sự giới thiệu của tất cả những người nói chuyện trong ngày hôm nay, thì bao gồm có đại diện của Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam, có Hội trưởng Hội Cao Niên và có những cái người hai chú ở trong cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 17 và khóa 16, và cô Huỳnh Trúc Nương là hội trưởng của Hội Phụ nữ Việt Nam và một thành viên của thanh thiếu niên đa hiệu vùng Hoa Tịnh Đốn cũng lên nói về một bài văn tế. Và cuối cùng ngoài ra là cũng có một cậu bạn người Mỹ tên là Trevor Benson, thì người này là mặc dù là Mỹ nhưng mà rất là sâu sắc về biết về cuộc đời của tổng thống Ngô Đình Diệm và rất là ngưỡng mộ ông. Và cuối cùng đó là một người trong gia đình của cố tổng thống Ngô Đình Diệm là ông Nguyễn Văn Thành. Ông này là kêu là cháu kêu cố tổng thống là chú, là cậu. Dạ thì ông Nguyễn Văn Thành cũng có chia sẻ những gì mà trong gia đình của cố tổng thống. Dạ. Được biết khi mà chúng ta có một cái chương trình nó thành công thì được sự đóng góp của rất là nhiều người. Chị Đỗ Anh Tú có thể chia sẻ những sự đóng góp của các thành viên và của những cô chú ở trong vùng. Dạ thì nói chung là lần này là lần đầu tiên thật ra đoàn thanh thiếu niên đa hiệu những thành phần thành viên là hoàn toàn cũng không biết nhiều, thành ra đang cần rất là nhiều sự hướng dẫn của mấy cô chú trong lãnh đạo trong những hội đoàn. Thì cái sự mà giúp đỡ mà nhiều nhất mà đoàn nhận được là của ông Bùi Dương Liêm và cô bé Bảy đã có cố vấn về một số. Và cũng cái chánh là cô chú là rất là vất vả mà để làm cái bàn thờ rất là đẹp, mà tất cả từ cái banner, từ cái hoa quả, rồi xong rồi cờ xí này nọ là tất cả là điều mà cô chú là cả tuần nay là xây nhất để tạo nên cái bàn thờ rất là ai cũng khen hết. Dạ. Và cái buổi tổ chức của chúng ta thành công là cũng nhờ một số hội đoàn bắt chúng ta up, cũng có một số hội đoàn ở phía sau. Thì cái vai trò của các cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam như thế nào đối với chương trình tổ chức ngày hôm nay? Dạ thưa chị Đỗ Anh Tú. Dạ thì vai trò của cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam là cái chánh là hướng dẫn, cố vấn những cái mà tụi cháu chưa có hiểu rõ về những cái lễ nghi này nọ, thành ra cái đó là rất là sự giúp đỡ. Và hôm nay là cũng có một số cựu sinh viên sĩ quan tới để ủng hộ tụi này và để nói lên những cái cảm tưởng về cái lễ tưởng niệm của cựu tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cái bài chia sẻ đầu tiên của diễn giả là ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô Hoa Tịnh Đốn, Lý Thanh Phi. Chị anh Tú có cái ghi nhận gì về cái bài diễn văn, cái bài đọc rất là đặc sắc này không?
Dạ, tôi có thấy là chú Phi là có nói rõ về cái tâm trạng lúc đó xảy ra, và cũng nói rõ ràng là những cái cảm nghĩ khi mà cái sự mà thảm sát xảy ra. Cũng chú thì cũng nói thẳng, nhưng mà nói chung thì đó là những cái mà cảm nghĩ riêng của chú Phi, và cũng như tất cả mọi người thì là sự thật thì về cái thảm cuộc thảm sát của cố tổng thống. Và có một cái bài đọc giống như là keynote speaker của ông Nguyễn Đức Thu, thì chị Đỗ Anh Tú ghi nhận như thế nào về một cái tài liệu rất là quý này? Dạ, thì khi mà tụi này nhận được, tại vì ở trong cái email list thì có nhận được cái bài của cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Đức Thu khóa 16, thì là ai cũng khen hết, tại vì bài viết rất là hay, nhất là cảm tưởng của những người ngoại quốc đã lên nói cái cảm tưởng về cái sự mà anh hùng của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Và đó là cái lý do mà tụi cháu cũng xin với lại chú Thu là phổ biến cái bài ra rộng rãi hơn, để cho mọi người được biết được sự ơn lớn lao của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn chị Đỗ Anh Tú rất là nhiều cho cái buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Đức Thu, ông có thể cho biết rằng khi mà ở trên cái phần mà những cái phần phát biểu của các diễn giả ngày hôm nay đó, thì cái điều chia sẻ của ông là một cái bài thuyết trình rất là dài, gần như có thể nói là cái bài trụ cột của trong cái chương trình ngày hôm nay. Ông có thể cho biết ba cái điểm quan trọng ở trong cái bài mà ông thuyết trình ngày hôm nay vậy thưa ông? Thật ra thì Tổng thống Ngô Đình Diệm là mấy người ngay khi ngài về nước, ngài đã nghĩ đến làm sao thứ nhất là phải có một quân lực Việt Nam Cộng Hòa độc lập, thứ hai là ngài muốn chính chúng ta phải bảo vệ quê hương của chúng ta. Nếu người Hoa Kỳ có muốn giúp chúng ta, xin trợ cấp vũ khí, tiền bạc, đạn dược, và chúng tôi sẵn sàng để chống trả lại phương Bắc. Nhưng chúng tôi không cần phải có sự dấn thân của hàng triệu người công dân Hoa Kỳ và sự hầu thuần tại ngay tại miền Nam Việt Nam. Và thứ ba là ông muốn tổ chức và làm thế nào để có một cái trường võ bị quốc gia Việt Nam, đào tạo những vị sĩ quan chỉ huy và lãnh đạo cho thời chiến cũng như thời bình. Và ông hy vọng rằng nước Việt Nam từ đó chúng ta sẽ cường thịnh bởi những người lãnh đạo trẻ trong tương lai. Nhưng tiếc thay, thời gian ông quá ngắn. Và chúng tôi vô cùng đau lòng mà thấy rằng ông đã ra đi, để lại một cái gia tài buồn thảm cho quê hương Việt Nam. Kính thưa ông, khi mà chúng ta thấy một quốc sách của vị tổng thống đầu tiên của nền đệ nhất Cộng Hòa đó, thì khi mà ông có chia sẻ là nhiều tổng thống, nhiều lãnh tụ của các quốc gia trên thế giới, khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm mất thì giống như là họ mất một vị lãnh tụ của cả một cái Á Châu chứ không phải của Việt Nam Cộng Hòa không, thì ông có thể chia sẻ cái có phải là từ cái sự mất mát đó nó đã đưa đến cái sự Mỹ đổ bộ vô Việt Nam năm 1965 và sau đó kéo dài tới năm 1975, thì cuộc chiến Việt Nam đã làm vô tình làm lợi cho Cộng sản hay không vậy thưa ông? Thật ra thì không hẳn như vậy, vì hồi đó thì cái quan điểm của người Hoa Kỳ để làm sao có thể dấn thân trực tiếp vào cuộc chiến tranh Việt Nam, thời đó thì ai cũng nghĩ rằng, chúng tôi muốn nói đến người Hoa Kỳ, họ nghĩ rằng là nếu họ có thể cung cấp những một quân đội đến Việt Nam thì sẽ đem lại tự do. Nhưng mà thật sự ra không phải là như vậy. Đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn không muốn bị lệ thuộc vào ai. Và chúng ta, đất nước Việt Nam, nhất là miền Nam Việt Nam, nhất quyết để tự chúng ta gây dựng lại một tương lai cho Việt Nam. Có thể là cái sự đem quân hơn nửa triệu quân vào Việt Nam có thể là một sự sai lầm, nhưng chính Tổng thống Johnson cũng đã khẳng định rằng ông không muốn là người thua cuộc, và ông cũng không muốn là một người
đầu hàng trong cuộc chiến. Nhưng rất tiếc thay, một mình Tổng thống Johnson cũng không làm gì được, hơn. Và đó là lý do tại sao mà miền Nam chúng ta phải mất sau cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cuối cùng thì cái niềm hãnh diện của một người sĩ quan Đà Lạt khi mà một cái trường được cái vị Tổng thống của mình đặt ra những cái kế hoạch mà phát triển, thì anh Nguyễn Đức Thu có thể chia sẻ. Dạ đúng như vậy, là bởi vì khi tôi nghe Tổng thống thành lập ra một cái trường võ bị quốc gia từ trường võ bị liên quân Đà Lạt, và với chương trình 4 năm hải lục không quân, và tôi là người trẻ tuổi nhất trong khóa 16 đã tình nguyện hy sinh vì dân tộc, người tiếng nói của Tổng thống, cái sự kêu gạo yêu nước tự do hy sinh cho cá nhân mình đã làm tôi thấy rằng mình có cái bổn phận. Và từ đó khóa 16 là khóa đầu tiên của trường võ bị quốc gia Việt Nam, tôi có thể khẳng định như vậy, sau trường võ bị liên quân. Và chúng tôi đã rất thành công, không phải chỉ trên trường mà trên cả lãnh vực về hành chính. Biết bao nhiêu sĩ quan trẻ tuổi với cấp bậc đại tá, trung tá, quân trưởng, tình trưởng, là đó, với cái tinh thần đó mà khóa 16 chúng tôi đã truyền đạt được cái tinh thần đó cho đến cái khóa sau cùng, khóa 41, là ngày trường võ bị quốc gia phải rời bỏ Đà Lạt. Đó là một cái niềm đau mà chắc chắn là Tổng thống Ngô Đình Diệm ở trên thiên đàng ông cũng sẽ thấy rằng là anh em chúng tôi đã hết mình vì Tổ quốc. Kính thưa ông có thể cho khán giả của SBTN biết là hiện nay đó, vấn đề hài cốt của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và phó Tổng thống Ngô Đình Nhu như thế nào rồi, dạ thưa ông? Hiện thời á, thì là hài cốt của ông Diệm và ông Nhu á, thì hiện thời đang ở Nghĩa Trang Lai Thiêu, Bình Dương. Thì hiện thời thì cái hai xác vẫn còn nằm đó. Ở trước đó thì ở mặt Nghĩa Trang Mạc Đình Chi. Ông có thể cho biết cái chi tiết là khi mà từ ở Nghĩa Trang Mạc Đình Chi cho đến ngày hôm nay thì đã bị dời bao nhiêu lần rồi, dạ thưa ông? Từ Mạc Đình Chi thì năm 1983 thì vì cái vấn đề cái Nghĩa Trang Mạc Đình Chi phải di dời tất cả các mồ mả đó đi, cho nên rằng trong gia đình khi đó ở Việt Nam không còn ai, chỉ còn gia đình tôi ở Việt Nam, cho nên rằng là gia đình đã di dời mồ của hai ông, trong đó có cả ông Ngô Đình Cận và bà mẹ, tức là vợ của Ngô Đình Khả, cũng là từ Nghĩa Trang Mạc Đình Chi lên trên Lai Thiêu hết. Hiện thời ở Lai Thiêu có tất cả là 4 người. Và trong tương lai thì vấn đề hài cốt của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Phó Tổng thống Ngô Đình Nhu sẽ được đưa đến một cái địa điểm nào của họ tộc, dạ thưa ông? Cái ước mong của gia đình thì vẫn muốn rằng là đưa tất cả về Phú Cam, tại vì ở Phú Cam thì có một cái coi như là nghĩa trang của gia đình đó, có sẵn rồi. Thành từ bây giờ chỉ muốn đưa về đó để cho gia đình được sum họp, coi như là mộ yên mã đẹp. Đó là cái ý muốn của gia đình. Và cuối cùng thì khi mà chúng ta nghĩ đến Tổng thống Ngô Đình Diệm thì những cái điều gì mà theo ông và trong dòng họ luôn luôn trân quý, những cái điều mà chúng ta nghĩ là tuyệt đối về Tổng thống Ngô Đình Diệm, vậy thưa ông? Thì như quý vị đã biết rằng là Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, và ông làm thật sự ra đó, thời gian qua 60 năm quý vị đã xác định được những cái gì mà người nói. Nếu mà người làm đúng thì đi theo, mà người làm sai thì đừng có theo. Và nếu mà người ta hại ông á, thì xin quý vị người là noi gương để mà làm những cái công việc mà người nói. Đó là những cái ước mong của ông á, tại vì quý vị cũng thấy rằng cả cuộc đời của ông á, từ khi ông còn nhỏ và khi ông làm tri huyện cho đến khi ông làm tổng thống, luôn luôn là vì dân vì nước. Dạ kính chào thưa anh, em là một trong những hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, ba em là một trong sĩ quan của khóa 10 của trường võ bị quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vào thời đó. Thì đối với em là
cái tâm đắc của em là làm sao mình giữ vững được cái tinh thần quốc gia và gìn giữ cái truyền thống của thế hệ hậu vệ, để mình biết được cái lịch sử, mình hiểu rõ lịch sử thì mình mới thương cái người dân Việt Nam mình, và mình hiểu được cho cái hậu vệ. Em cũng muốn là những người hậu vệ, các thế hệ sau này cũng tìm hiểu về lịch sử để chúng ta biết cái lịch sử nó chín chắn và để hiểu rõ hơn. Vì bây giờ thông tin bây giờ rất là có nhiều cái bị lệch lạc, cho nên chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta sẽ tìm được những cái điều rất là tốt đẹp, và chúng ta sẽ hiểu rõ lịch sử hơn. Yeah.